bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Tiêu Chiến hết hợp đồng với công ty cũ, gia nhập vào truyền thông Hòa Tụng, công ty Triệu Lệ Dĩnh, Lý Băng Băng. Cách đây không lâu từng xuất hiện thông tin quản lý của Tiêu Chiến đã phóng sát anh khi rất nhiều hoạt động cũng như những gì liên quan đến Tiêu Chiến đều không được quảng bá, thậm chí lúc nam diễn viên đi sân bay cũng phải một mình khuân vác rất nhiều hành lý. Mới đây nhất trên mạng lan truyền tin, Tiêu Chiến và công ty đã kết thúc hợp đồng. Về mặt điện ảnh, truyền hình, Tiêu Chiến sẽ ký với công ty truyền thông Tân Lệ. Về mặt thương vụ, những hoạt động thương mại Đại Ngôn sẽ ký với truyền thông Hòa Tụng. Truyền thông Hòa Tụng là công ty truyền thông quản lý nghệ nhân, đầu tư do Lý Băng Băng, Lý Tuyết, Đường Tuyết Phi, Trương Thiên Long cùng nhau sáng lập lên. Công ty này từng là đoàn đội quản lý của Vương Tuấn Khải, gần đây ký kết với minh tinh Triệu Lệ Dĩnh. Ngoài ra, blogger còn tiết lộ truyền thông Tân Lệ đã bỏ ra một khoản bồi thường lớn cho công ty quản lý hiện tại của Tiêu Chiến. Ngoài ra thì mới đây, Weibo của công ty cũ cũng đã đăng bài tuyên truyền cho Trần Tình Lệnh. Điều này chứng tỏ hai bên có lẽ chấm dứt trong hòa bình. Nhiều bloggers giải trí nổi tiếng Hoa Ngữ cho biết nếu như Tiêu Chiến thật sự gia nhập vào truyền thông Hòa Tụng, thì hẳn trong tương lai, Tiêu Chiến chính là nhất ca còn Triệu Lệ Dĩnh sẽ là nhất tỷ. Fan càng hy vọng hơn nếu họ cùng nhau hợp tác tham gia phim truyền hình. Về mặt điện ảnh, nếu có sự góp mặt của Lý Băng Băng thì hẳn là rất đỉnh đám. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.